Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ tô màu chú ong để lấy mặt nha. Mình sẽ tô màu con rùa trâu. Mình sẽ tô màu cho các bạn xem ong mặt nha. Các bạn ơi, như vậy là mình đã tô xong con mèo xám. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lần like và lần đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, mình đã tô màu xong con kiến đọt, con lông lóm. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lần like và lần đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, như vậy là mình đã tô màu xong cá mỏ vui vẻ. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ tô màu con gấu mèo cho các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ tô màu luôn. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ tô màu con báo cho các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ tô màu nha. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ tô màu cháo con cho các bạn xem nha. Như vậy video của mình thì đây là kết thúc rồi. Ong mặt này các bạn rất chi đẹp. Đây, ruồi trâu này các bạn này. Đây là chú ong.
Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình sẽ tôm mò con ong chúa nha. Còn đây mình sẽ tôm mò con muỗi, các bạn hãy cùng đón xem. Mình sẽ tôm mò con gà gô đây. Đấy, mình đã tôm mò xong con gấu mèo rồi. Nếu các bạn thấy nha, bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và để đăng ký kênh để ủng hộ mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, như vậy là mình đã tôm mò xong con báo rồi nha. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình lượt like và để đăng ký kênh để ủng hộ mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, như vậy là mình đã tôm mò xong con cáo con. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình lượt like và để đăng ký kênh để ủng hộ mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ tôm mò con sóc nâu xanh. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tôm mò cho bạn xem nhé. Như vậy video của mình đến đây là kết thúc rồi. Hôm nay mình sẽ tôm mò con ong chúa nha. Đây, con muỗi, các bạn hãy cùng chiêm ngưỡng nha. Con gà gô đây, rất chi là đẹp. Hôm nay mình sẽ tôm mò tô út chanh bỏ cạp đỏ các bạn.